Xin chào anh em, Snapdragon 8 Elite đang là con chipset mạnh nhất trên smartphone theo lý thuyết nha. Và sắp tới sẽ có rất nhiều chiếc điện thoại được ra mắt sử dụng con chip này. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại này những chiếc máy chạy con chip Snapdragon 8 Elite sắp ra mắt cho anh em nhé, để xem máy nào ngon nhất. Bắt đầu video. Ok, mình sẽ sắp xếp theo thứ tự thời gian cho anh em luôn nha. Thì gần đây nhất ấy, chúng ta sẽ có chiếc Xiaomi 15 được ra mắt vào 20 giờ ngày 29 tháng 10, tức là còn khoảng tầm 4 ngày nữa anh em nha. Xiaomi 15 thì sẽ ra kèm với cả chiếc Xiaomi 15 Pro. Đấy, cả hai chiếc máy thì đều dùng chung con chip Snapdragon 8 Elite. Điểm khác biệt ấy, Xiaomi 15 là một chiếc máy nhỏ hơn, kích thước màn hình chỉ là 6,36 inch thôi và sẽ là màn hình phẳng các bạn nhé. Trong khi chiếc Xiaomi 15 Pro thì màn hình sẽ to hơn này, và sẽ là màn hình cong bốn phía giống với cả chiếc Xiaomi 14 Pro 14 Ultra. Hiện tại thì bắt đầu có hình ảnh rò rỉ chính thức của chiếc Xiaomi 15 rồi. Về tổng thể nó sẽ không khác biệt quá nhiều so với cả chiếc Xiaomi 14 các bạn nha. Có chăng thì mình thấy cái phần khung viền của nó ấy, được làm bo cong mềm mại hơn một chút nữa. Có thể là cảm giác cầm nắm sẽ thoải mái hơn. Đấy, có thể thôi nha. Khi nào có máy bọn mình sẽ test sau. Và thêm một vài thông tin cho anh em thì cái viền màn hình của chiếc Xiaomi 15 ấy sẽ có độ mỏng chỉ là 1,36mm và sẽ đều cả bốn cạnh luôn anh em ạ. Rất là phê. Nhưng mà anh em lưu ý nhé, theo kinh nghiệm của mình hàng năm thì cả chiếc Xiaomi 15 Pro và Xiaomi 15 ấy đều sẽ là những chiếc máy mạnh nhưng chưa phải mạnh nhất của con chip Snapdragon 8 Elite trong những dòng máy phổ thông không phải gaming phone. Và đây, mức giá của Xiaomi 14 thì dự kiến nhé, phiên bản thấp nhất sẽ là 3.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng tầm 14,2 triệu Việt Nam đồng. Về Việt Nam đợt đầu thì chắc là 15 triệu. Và tất nhiên rồi, Xiaomi 15 thì sẽ được chạy Xiaomi HyperOS 2.0 anh em nha. Chờ đến ngày 29 để xem chiếc máy này có gì nhá. Rồi, tiếp theo đến với chiếc IQ 13 được ra mắt vào ngày 30 tháng 10, tức là sau một hôm. IQ 13 thì cũng có video trên tay rồi anh em nhá. Chưa ra mắt nhưng mà có video rồi, ảo chưa? Thì đấy, với con chip Snapdragon 8 Elite thì IQ 13 công bố điểm số AnTuTu sẽ là 3.159.000 điểm. Rất là dã man đúng không? Cái điểm đặc biệt của chiếc IQ 13 ấy là xung quanh cái phần cụm camera, chúng ta sẽ có một giải LED RGB rất là chất. Và giải LED này thì rất là to, giúp cho cái cụm camera rất nổi bật anh em nha. Viên pin của máy thì sẽ là 6.000 này. Công suất sạc của máy cũng sẽ là 120W anh em nha. Và cái độ mỏng của máy ấy, nó sẽ chỉ là 7,79mm thôi. Rất là ấn tượng. Thì khả năng cao viên pin cũng sẽ là công nghệ silicon carbon. IQ 13 sẽ có 4 phiên bản màu sắc, bao gồm xanh lá, titan, màu đen và màu trắng. Màn hình của chiếc IQ 13 thì sử dụng tấm nền Q10 luôn. Và cái viền màn hình ấy nó sẽ chỉ là 1,36mm. Và đây sẽ là màn hình phẳng anh em nhá. Có hỗ trợ công nghệ LTPO này. Tần số quét là 144Hz và độ phân giải sẽ là 1,5K. Cái mức giá của chiếc IQ 13 thì hiện tại chưa có giá chính thức, nhưng mà dự kiến từ 10 đến 15 triệu đấy, tầm tầm đó anh em nhé. Chờ đến ngày 30 tháng 10 để biết chính xác. Rồi tiếp theo, đến với chiếc Honor Magic 7 được ra mắt cũng ngày 20 nhưng mà sẽ là 8 giờ tối, trong khi chiếc IQ 13 thì sẽ là khoảng tầm 5 giờ chiều. Nói chung là anh em xem con IQ xong ấy thì sang xem con Honor Magic 7 nha. Honor Magic 7 thì cũng có video trên tay rồi. Đấy, các pháp sư Trung Hoa đỉnh lắm. Chưa ra mắt có video hết rồi. Anh em lưu ý, đây sẽ là sự kiện ra mắt Honor Magic 7 Series, tức là có ít nhất 2 chiếc máy và một máy thì dùng chip Dimensity 9400 và một máy sẽ dùng Snapdragon 8 Elite. Hiện tại có một vài thông tin về cái phần camera ấy. Cảm biến chính của máy sẽ chỉ là 50 chấm thôi, sử dụng cảm biến là OmniVision OV50H, camera tele cũng là 50 chấm này. Và có thể là Sony IMX 882 anh em nhé. Cảm biến thứ 3 sẽ là cảm biến tele thì độ phân giải có thể lên tới 200MP. Đấy. Phiên bản Pro thì độ phân giải màn hình sẽ cao hơn là 2K, trong khi phiên bản thường ấy sẽ chỉ là 1,5K thôi. Và anh em lưu ý, cả hai dòng máy này thì theo mình tìm hiểu đều sẽ có màn hình cong bốn phía, viền rất mỏng nha. Honor Magic 7 Pro sẽ có kháng nước IP6869, cảm biến vân tay siêu âm này. Rất tiếc là hiện tại thì cái mức giá của chiếc máy này chưa có anh em nhé. Và theo những gì Honor quảng cáo thì có thể cái mẫu máy này sẽ tập trung rất nhiều về khoản AI. Rồi tiếp theo, OnePlus 13 được ra mắt vào ngày 31 tháng 10. OnePlus 13 năm nay thì cũng chơi màn hình cong bốn phía giống với cả Xiaomi anh em nhé. Nói chung là Xiaomi ra mắt trước một năm mà, thì bây giờ đa số các hãng đều sẽ chạy theo. Chiếc OnePlus 13 thì tổng thể thiết kế không khác biệt quá nhiều đúng không? Nhất là phần cụm cam ấy, vẫn là một cụm cam tròn này, đặt phía bên trái này, bên trong có bốn hình tròn nhỏ hơn.
nhưng mà sẽ có thêm một cái gạch bên phải này và chữ H. Màn hình của chiếc OnePlus 13 thì sử dụng màn hình của Bose anh em nhé. Độ phân giải 2K, tần số quét 120Hz, kiểu gì cũng có LTPO. Viên pin thì sẽ là 6000 đi kèm với cả sạc nhanh 100W và sạc không dây ấy sẽ là 50W. Camera selfie là 32 chấm này. Camera chính phía sau thì dự kiến sẽ là 50 chấm dùng cảm biến LIT808. Máy sẽ có kháng nước IP69 và tất nhiên rồi, với OnePlus thì chúng ta sẽ có một cái cần gạt âm thanh anh em nhé. Điều chỉnh 3 chế độ âm thanh rất là tiện. À nhưng mà lưu ý, kiểu gì về Việt Nam ấy, OnePlus cũng sẽ bị lắp SIM nha. Rồi, tiếp theo là chiếc Realme GT 7 Pro. Mặc dù ra mắt tận ngày 4 tháng 11, nhưng đây là chiếc máy đầu tiên trên mạng có video test game anh em nhé. Đấy, chính là con máy mà anh em dùng để chơi game AAA ấy, cực kỳ nổi tiếng luôn. Thậm chí con máy này thì có video unbox dưới nước rồi, chắc chưa anh em. Với cái mức giá của chiếc Realme GT 7 Pro ấy, dự kiến sẽ khoảng tầm 13,85 triệu, tại vì mức giá Trung Quốc khoảng tầm 3.899 nhân tệ anh em nhé. Máy thì sẽ có kháng nước IP68-69 này và chúng ta sẽ có màn hình cong bốn phía rồi. Đấy, Realme cũng học theo Xiaomi rồi anh em ơi. Và đây sẽ là màn hình OLED hỗ trợ công nghệ LTPO, độ sáng rất khủng lên tới 6.000 nits. Đây là độ sáng peak anh em nhé, giống với cả chiếc Realme GT Neo 6 ấy. Còn độ sáng toàn bộ màn hình thì tối đa sẽ đạt tầm 2.000 nits. Hiện tại trên mạng thì cũng có một vài hình ảnh rò rỉ về cái điểm số AnTuTu của chiếc GT 7 Pro rồi, khoảng tầm hơn 3 triệu điểm một chút này. Một vài thông tin rò rỉ về camera đi, thì cam chính của máy sẽ là 50 chấm, sử dụng cảm biến Sony IMX906. Một camera siêu rộng 8 chấm và một camera tele ấy, sẽ là 50 chấm, sử dụng cảm biến Sony IMX882, zoom 3x. Viên pin của chiếc GT 7 Pro dự kiến sẽ là 6.500 anh em nhé, và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 100W. Rồi, tiếp theo là chiếc Acer ROG Phone 9. Con máy này thì tất nhiên rồi, dùng chip Snapdragon 8 Online, nhưng mà rất tiếc, ngoài cái phần ngoại hình ra ấy, thì hiện tại chưa có thông tin rò rỉ thêm anh em nhé. Và rất đáng tiếc là cái ngoại hình của chiếc ROG Phone 9 ấy, theo rò rỉ, nó không khác biệt mấy so với cả chiếc ROG Phone 8, đúng không? Khác mỗi con số thôi. Chiếc ROG Phone 9 thì sẽ được ra mắt vào ngày 19 tháng 11 anh em nha. Rồi, cuối cùng là hai chiếc máy của nhà ZTE, bao gồm Red Magic 10 Pro này và Nubia Z70 Ultra, sẽ là những chiếc máy sử dụng con chip Snapdragon 8 Align có màn hình full view, camera ẩn dưới màn hình. Nhưng mà rất tiếc hiện tại thì chưa có thông tin rò rỉ gì cả, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ như vậy các bạn nhé, tại vì cái màn hình full view là điểm mạnh của dòng này rồi. Ok, vừa xong là một loạt máy sử dụng con chip Snapdragon 8 Elite sắp tới sẽ ra mắt. Vậy thì các bạn thấy sao về những con máy này? Các bạn thích máy nào nhất? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên check link mua dự kiến dưới phần mô tả cũng như bình luận game. Giờ xin chào, bye bye.